Sự thật về học lực của Phương Mỹ Chi và thân hình phát tướng ở tuổi 16, tiết lộ của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã gây bất ngờ khi nói đến học lực của Á quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Mới đây, cô bé dân ca Phương Mỹ Chi xuất hiện trong chương trình Ký ức vui vẻ trên VTV3 cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng như MC Lại Văn Sâm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Thanh Bạch, Á hậu Thùy Dung, Thanh Duy. Cô bé gây chú ý khán giả vì nay đã lớn phỏng phao sau 6 năm nổi tiếng. Thời gian gần đây, cô bé dân ca có phần mẫm mỉm hơn trước. Tại chương trình, Phương Mỹ Chi còn tiết lộ về một ngày thường nhật của mình, còn nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân lại gây bất ngờ khi cho biết về học lực của Phương Mỹ Chi. Nhìn thấy hình ảnh Phương Mỹ Chi hiện tại, MC Lại Văn Sâm nói rằng, gợi ý của chúng tôi là ca sĩ nhí nổi tiếng, nhưng bây giờ thì cũng không nhí lắm đúng không ạ? Trông có dáng thiếu nữ lắm rồi. Được các nghệ sĩ hỏi han rằng, vừa phải đi học vừa chạy show chắc chắn vất vả, có khi phải bớt ngủ đi, cô bé lễ phép trả lời, dạ nhưng con vẫn ăn nhiều cho nên con vẫn mập. Lời tự khai của cô bé khiến ai nấy phì cười vì dễ thương. Phương Mỹ Chi lớn phỏng phao độ tuổi 16, cô bé tự nhận mình ăn nhiều nên mập. Khi các nghệ sĩ hỏi về một ngày của mình diễn ra như thế nào, ca sĩ nhí nói, buổi sáng con đi học rồi về con học thêm, nếu mà có show thì con đi hát thôi. Được hỏi việc chạy show có ảnh hưởng đến việc học không, con gái nuôi Quang Lê cho hay, không có ảnh hưởng nhiều, nhất là ở thời điểm quay show cô bé đã thi xong. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tiết lộ Mỹ Chi, thứ nhất là học rất giỏi, thứ hai nếu chạy show nhận gì thì nhận, nhưng học lực không bị ảnh hưởng. Để làm được điều đó thì bé phải nỗ lực và mất thời gian cho bản thân nhiều. Phương Mỹ Chi từng nhiều lần vướng nghi vấn về học lực. Mẹ của cô bé dân ca có những lần thức trắng đêm khi con gái bị gièm pha. Phương Mỹ Chi từng nhiều lần bị bàn tán về học lực. Cô bé dân ca bị đồn, mãi mê đi hát kiếm tiền bỏ bê học hành, khiến thành tích bê bết tại trường. Tuy nhiên năm ngoái, Phương Mỹ Chi đập tan tin đồn và gây bất ngờ khi khoe tốt nghiệp cấp 2 loại giỏi. Thế nhưng chưa hết, sau đó cô bé lại dính bão táp khi bị cho là dùng tiền để mua điểm. Đứng trước những lời đồn ác ý, Phương Mỹ Chi tỏ ra trưởng thành và tự tin đáp trả. Việc em đạt thành tích tốt ở trường là sự thật, và sự thật thì sẽ không bao giờ bị che lấp bởi những tin đồn vô căn cứ. Em không sợ bị mọi người nghi ngờ đồn đoán, bởi kết quả mà em có được ở lớp là từ chính thực lực và sự cố gắng của em. Cô bé dân ca cũng cho biết, mình thi hệt như các bạn và không hề có sự ưu ái nào. Nói về việc cuộc sống riêng tư của mình bị soi mói quá nhiều, trong những cuộc phỏng vấn, cô bé đều điềm tĩnh và cho rằng việc đó là bình thường. Thậm chí ca sĩ nhí còn nhận được ý kiến đó để khiến mình tốt hơn và thận trọng hơn. Có thể thấy sau 6 năm nổi tiếng, giờ đây Phương Mỹ Chi đã chín chắn hơn nhiều và chưa để xảy ra scandal lớn nào dù bước chân vào showbiz khá sớm. Chồng Việt Kiều bế con gái tới xem live show Thanh Thảo ở Mỹ. Tối ngày 10 tháng 3, nữ ca sĩ tái ngộ tình cũ Quang Dũng và nhiều nam ca sĩ nổi tiếng trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát. Thanh Thảo hạnh phúc bên ông xã tên Tom và con gái Talia hơn 7 tháng tuổi. Nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi được chồng Việt Kiều ủng hộ làm live show ở Mỹ. Anh Tom đã bỏ 5 tỷ đồng cho vợ thực hiện ước mơ tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát. Trên sân khấu chương trình diễn ra tại bang California, Thanh Thảo có dịp tái ngộ tình cũ Quang Dũng. Cả hai hòa giọng hát lại hai ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của họ là Vị Ngọt Đôi Môi và Mãi Yêu Người Thôi. Thanh Thảo thay váy dạ hội đỏ rực, e ấp trong vòng tay Quang Dũng. Dù không còn yêu nhau, cả hai vẫn là những người bạn thân. Họ không ngại thể hiện những cử chỉ tình tứ, phiêu theo cảm xúc âm nhạc. Thanh Thảo hát Yêu Mãi Ngàn Năm cùng Đan Trường. Cô song ca tình đời với ngôi sao hải ngoại Đan Nguyên. Thanh Thảo Lam Trường say đắm trong ca khúc Một Thuở Yêu Người. Ca sĩ Justin Nguyễn thể hiện liên khúc Búp Bê cùng đàn chị. Cao Thái Sơn cũng là khách mời trong live show của Thanh Thảo. Dương Triệu Vũ nắm tay đàn chị hát Ảo Mộng Tình Yêu. Trong 4 tiếng đồng hồ, Thanh Thảo biểu diễn sung sức. Cô thay 20 bộ trang phục sexy, đều của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, biến hóa liên tục với nhiều hình ảnh khác nhau, khiến khán giả thích thú. Nữ ca sĩ đặt may 20 bộ cánh để diện trong đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát. Nghệ sĩ Bảo Quốc hóa thân bầu show đã giúp đỡ Thanh Thảo từ những ngày mới đi hát. Búp bê, khoe đường cong sexy, với váy áo bó sát các sẻ táo bạo. Cô hát Ta Chẳng Còn Ai và Cố Quên Được Đâu cùng tiếng kèn của nhạc sĩ Hoài Phương. Thanh Thảo tươi vui nhí nhảnh trên sân khấu. Khán giả bất ngờ với những màn biến hóa của Thanh Thảo trong đêm nhạc. Nữ ca sĩ hát liên khúc Mưa cùng các nam ca sĩ Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Đan Trường, Lam Trường. Live show của Thanh Thảo thành công rực rỡ, thu hút 1.500 khán giả tham dự. Chương trình do đạo diễn Trần Vi Mỹ và nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ đạo thực hiện.
Nhã Phương sinh xong về dáng thân sầu, em gái cũng đẹp không kém, mẹ một con có khác. Nhã Phương sinh con xong đã đẹp, em gái còn có phần nhuận sắc hơn, mẹ bỉm sữa được khen hết nức. Đến thời điểm hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng, nhưng phần đông dư luận vẫn cho rằng Nhã Phương đã bình an hạ sinh công chúa đầu lòng vào giữa tháng 1 vừa qua. Chỉ một thời gian ngắn sau sinh, bà Mười Khó đã khiến người hâm mộ suýt xoa khi tái xuất cực sang chảnh rạng rỡ. Bên cạnh đó, em gái của Nhã Phương, người đẹp Chu Mi Phương Anh cũng không hề lép vế khi nói gót chị lộ diện sau sinh. Một tháng sau khi sinh con gái đầu lòng, Nhã Phương chính thức tái xuất trong một buổi gặp đầu xuân với nhóm bạn bè. Dù mới vượt cạn chưa lâu, vừa qua thời gian ở cử, nhưng dường như người đẹp sinh năm 1990 đã lấy lại được phúc dáng chuẩn như thời son rỗi. Nhã Phương diện sơ mi trắng giản dị mà không kém phần thanh lịch, búi tóc cao gọn gàng, khoe khéo khuôn mặt thanh tú. Mới sinh con, bà xã Trường Giang vẫn nổi bật nhất nhóm với nhan sắc ngọt ngào và nụ cười rạng rỡ. Cách đế thơm, Nhã Phương tiếp tục gây chú ý khi đến dự tiệc cưới của một người bạn, nữ diễn viên diện đầm trắng dịu dàng và trang điểm nhẹ. Lâm Bồn chưa lâu đã trở lại cực xinh đẹp, phu nhân Mười Khó được đánh giá là một trong những mỹ nhân lại dáng thần tốc nhất showbiz Việt. Khi người hâm mộ vẫn còn đang suýt xoa vì mẹ bỉm sữa Nhã Phương, thì em gái của cô Phương Anh cũng vừa khoe tái xuất trẻ đẹp không kém. Đây là lần đầu tiên em gái Nhã Phương xuất hiện kể từ khi sinh con đầu lòng. Người đẹp than thở về cuộc sống bỉm sữa còn nhiều bỡ ngỡ nhưng vô cùng hạnh phúc thú vị. Lâu lắm rồi mới lại chụp hình, nay thành mẹ bỉm sữa rồi, suốt ngày chăm con với chăm ba đi cô, nên đầu tóc rối bù, không có thời gian chăm mẹ nữa. Không chỉ nhanh chóng lấy lại thần sắc tươi tắn sau khi sinh, Chu Mi Phương Anh còn thêm trẻ trung duyên dáng như thiếu nữ chưa chồng. Làn da trắng ngần tươi sáng của em gái Nhã Phương khiến nhiều cô gái ghen tị. Trước đó vào thời điểm sắp sinh con, Phương Anh đã gây ấn tượng với thần thái tươi tắn, khỏe mạnh của một mẹ bầu. Được ông xã và mẹ ruột thường xuyên túc trực chăm sóc, cô nàng càng thoải mái về mặt tư tưởng. Cùng Nhã Phương gia nhập hội bỉm sữa, Chu Mi Phương Anh không hề kém cạnh về nhan sắc so với người chị nổi tiếng của mình. Giảm 6kg, năm em tự tin đội vương miện khủng tới dự sự kiện. Người đẹp đội chiếc vương miện khủng, ăn mặc lộng lẫy khi tham dự một sự kiện thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu sự tái xuất sau thời gian dài ở ẩn vì tăng cân chóng mặt. Chiều 12 tháng 3, nam em tới tham dự lễ công bố một buổi tiệc ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp gây chú ý khi đội vương miện khủng, lấy cảm hứng từ nữ thần mặt trời. Sau thời gian tăng cân không kiểm soát, người đẹp đã nỗ lực lấy lại vóc dáng thon thả. Cô cũng đầu tư cho trang phục, phụ kiện hơn để xuất hiện nổi bật ở các sự kiện. Nam em đã giảm được 6kg và tự tin khoác lên người chiếc váy lộng lẫy khi tham gia sự kiện. Nam em cũng chia sẻ tại sự kiện rằng cô đang mắc chứng bệnh máu dễ đông, nên ngoài thuốc thực phẩm chức năng hàng ngày sử dụng, người đẹp còn phải làm loãng máu bằng cách uống nước dừa. Chính vì thế, vấn đề về cân nặng của cô rất dễ bị tăng bất thường. Hiểu được về bệnh lý cơ thể và với mong muốn lấy lại được vóc dáng, nam em đã phải tốn rất nhiều thời gian để giảm được 6kg trong thời gian qua. Với quyết tâm trở lại đường đua V-pop, 8 tháng 3 vừa qua, nam em vừa cho ra mắt ca khúc thuộc về gia đình với phần trình bày vô cùng xúc động về câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mở tiệc tân gia nhưng ông xã mất hút, mối quan hệ vợ chồng của Nhật Kim Anh gây hoang mang. Hiếm khi thấy Nhật Kim Anh xuất hiện cùng ông xã, nhiều người không khỏi đặt nghi vấn về mối quan hệ vợ chồng của nữ diễn viên. Vừa qua, Nhật Kim Anh đã khiến người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên khi bất ngờ mở tiệc tân gia hoành tráng tại một căn biệt thự mới, rộng 220m² mà cô vừa thực hiện xong. Được biết, đây là thành quả 15 năm làm nghề với hơn 100 vai diễn và khoảng 200 bài hát của Nhật Kim Anh. Nhật Kim Anh thấy hạnh phúc ngọt ngào vì tất cả do một tay cô tạo dựng. Căn nhà này rất thanh tịnh với đầy đủ điều kiện giúp cô được bay bổng phục hồi tâm trí nhằm tái tạo năng lượng cho những ngày lao động kế tiếp. Nhật Kim Anh còn mời một số nghệ sĩ Việt như Cao Thái Sơn, Kiwi Ngô Mai Trang, Trang Trần Thúy Nga cùng đến chung vui. Tuy nhiên, điều khiến khán giả chú ý đến là không thấy ông xã đại gia của Nhật Kim Anh xuất hiện trong bữa tiệc tân gia. Sự vắng mặt của Bửu Lộc khiến nhiều người phải thắc mắc về mối quan hệ vợ chồng hiện tại của nữ ca sĩ. Theo như tìm hiểu thì vào khoảng thời gian đó, ông xã Nhật Kim Anh cùng gia đình đang tham gia một buổi tiệc khá quan trọng khác nên không thể đến với vợ. Ông xã Nhật Kim Anh và con trai đến chúc mừng lễ ký hợp tác của người thân trong gia đình. Mẹ chồng của Nhật Kim Anh cũng tham gia buổi tiệc.
Đã từ rất lâu, khán giả hiếm khi thấy Nhật Kim Anh xuất hiện bên ông xã Bửu Lộc. Cậu con trai hoàn toàn do bố chăm sóc, nhiều người còn đồn nhau rằng nữ ca sĩ thật ra đã ly hôn từ lâu. Tuy nhiên, tất cả những tin đồn trên đều không đúng sự thật. Cuộc sống hôn nhân của Nhật Kim Anh với ông xã vẫn đang rất hạnh phúc. Mỗi lần có thời gian rảnh rỗi, nữ ca sĩ đều tranh thủ thời gian về thăm gia đình và chồng con. Có thể thấy mối quan hệ của Nhật Kim Anh và ông xã vẫn thuận lợi, không hề có xích mích như lời đồn. Mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh với bố mẹ chồng cũng rất tốt. Hình ảnh Nhật Kim Anh về ăn Tết với gia đình chồng. Vợ chồng Nhật Kim Anh cùng bố mẹ chồng. Lâm Vĩ Dạ giận dỗi khi chồng bị ghép cặp với Nam Thư. MC Đại Nghĩa liên tục trêu chọc gia đình Lâm Vĩ Dạ, Hướng Minh Đạt khi họ cùng tham gia chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Lâm Vĩ Dạ đảm nhận vai trò MC mùa 2 của Đấu Trường Âm Nhạc. Chương trình bắt đầu lên sóng truyền hình Vĩnh Long 1 lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần từ 24 tháng 3. Lần đầu thử sức MC chuyên nghiệp, Lâm Vĩ Dạ không tránh khỏi lo lắng, hồi hộp. Cô cố gắng sử dụng kinh nghiệm diễn viên, khả năng ứng biến để dẫn dắt chương trình. May mắn ông xã Hướng Minh Đạt tham gia với vai trò thủ lĩnh và luôn động viên vợ. Ngay tập đầu chương trình, Đại Nghĩa cố tình đốt nhà yêu cầu Hướng Minh Đạt qua đứng cạnh Nam Thư vì cả hai vừa đóng phim chung Quá Mùi Mẫn. Trước tình huống này, Nam Thư liền đồng tình hưởng ứng. Riêng Lâm Vĩ Dạ có thái độ giận dỗi, em mới làm MC mà bị mọi người hùa nhau ăn hiếp rồi. Đại Nghĩa còn nắm tay Lâm Vĩ Dạ khiến Hướng Minh Đạt nhìn chăm chăm. Ca sĩ Will, cựu thành viên nhóm 365, là bạn dẫn của Lâm Vĩ Dạ. Dù bằng tuổi nhau, nữ diễn viên muốn được Will gọi bằng chị trong suốt chương trình. Will thừa nhận bản thân cũng làm MC tay ngang, do đó sự hoạt ngôn của Lâm Vĩ Dạ giúp anh dễ dàng tương tác, tạo sự hấp dẫn cho game show. Nam Thư và Lâm Vĩ Dạ vui đùa trong hậu trường. Châu Đăng Khoa làm giám đốc âm nhạc.